Kính chào bà con và quý khán giả đang xem bản tin 365 ngày chuyển động. Nhiều vấn đề bà con và quý khán giả quan tâm sẽ được chúng tôi thông tin thường xuyên trong bản tin này. Vậy ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục với các thông tin đáng quan tâm nào. Mời bà con điểm qua ngay sau đây. Giá cà phê phục hồi vượt mốc 37 triệu đồng một tấn. Nông dân Tây Nguyên phấn khởi chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch mới. Độc đáo cây bàn Singapore, kiển nội thất dáng đẹp, phong thủy xuất hiện ở làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Lâm Đồng tăng cường nhập khẩu giống phục vụ cho nhu cầu sản xuất nông nghiệp ở địa phương. Nông dân huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng làm giàu nhờ nuôi bồ câu Pháp. Không biết là nhìn hình ảnh cây dâu Hà Châu trái chi chít như thế này thì quý khán giả và bà con có cảm thấy thích và muốn ăn thử ngay bây giờ hay không? Thưa quý khán giả và bà con, theo nhiều người kể lại thì dâu Hà Châu có nguồn gốc ở miền dưới, hay nói theo cách của cố nhà văn Sơn Nam để chỉ đất nước Malaysia. Xa xưa thì từ xứ sở này, nhiều loại trái cây nhiệt đới đã theo chân người Việt về cắm rễ trên đất đồng bằng, trở thành đặc sản ngon thơm hấp dẫn so với quê gốc của chúng. Kính thưa quý khán giả và bà con, theo nhiều người kể lại, dâu Hà Châu có nguồn gốc ở miền dưới, hay nói theo cách của cố nhà văn Sơn Nam để chỉ nước Malaysia. Xa xưa thì từ xứ sở này, nhiều loại trái cây nhiệt đới đã theo chân người Việt về cắm rễ trên đất đồng bằng, trở thành đặc sản ngon thơm hấp dẫn hơn so với quê gốc của chúng. Và giống dâu Hà Châu có mặt trên đất Tây Đô từ hơn 40 năm nay. Người dân Cần Thơ rất là tự hào về giống dâu này, xem đó như là một đặc sản mà hiếm nơi nào có được. Nhân và tỉnh Hậu Giang là một tỉnh được chia tách từ tỉnh Cần Thơ cũ. Nông dân ở đây cũng chọn cây dâu Hà Châu để làm cây trồng chủ lực vì có tương đồng về thổ nhưỡng với ở Cần Thơ. Và thời điểm này thì mặc dù giá bán của dâu Hà Châu tại vườn thấp hơn cùng kỳ năm trước, nhưng mà năng suất khá là cao. Trừ hết chi phí thì nhà vườn trồng dâu vẫn cho thu nhập rất là ổn định. Dâu Hà Châu sau khi trồng 3 năm sẽ bắt đầu cho trái. Đây là loại cây lâu năm nên tuổi thọ cây càng lớn sẽ cho năng suất cao. Đối với cây 10 năm tuổi, năng suất vụ này đạt từ 200 đến 300 kg mỗi cây, cao hơn khoảng 20% so với năm trước. Thông tin trên báo Hậu Giang, bà Nguyễn Thị Bông ở xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp cho biết, gia đình bà hiện còn khoảng 90 gốc dâu 20 năm tuổi đang cho trái. Với giá bán hiện nay ở mức 10.000 đồng một ký cân tại vườn, thấp hơn cùng kỳ năm rồi là 2.000 đồng một ký. Trừ hết chi phí, nhà vườn lời 2 triệu mỗi cây. Theo thống kê, diện tích trồng dâu Hà Châu ở huyện Phụng Hiệp hiện khoảng 10 hectare, tập trung chủ yếu ở các xã Hiệp Hưng, Thạnh Hòa và Long Thạnh. Xin chia sẻ niềm vui với nhà vườn trồng cà phê lúc này vì giá của loại nông sản này đã bất ngờ tăng vọt suốt từ tháng 10 cho đến nay, chạm mốc trên 37.000 đồng một ký. Và điều này sẽ giúp cho những nông dân còn bám trụ với cây tỷ đô này phấn chấn hơn, tiếp tục tái canh vụ mới để mà đón giá. Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên ghi nhận hôm 16 tháng 10 đã tăng thêm từ 400 đến 500 đồng một ký, dao động trong khung 36 triệu 600 ngàn đồng đến 37 triệu 300 ngàn đồng một tấn. Hiện nay, thị trường cà phê trong nước chịu tác động rất lớn của giá cà phê thế giới. Theo Hiệp hội các nhà xuất khẩu cà phê Brazil, xuất khẩu cà phê của nước này đang tốt, nhưng do xảy ra tình trạng thiếu container vận chuyển khiến hàng bị trì trễ. Trong khi đó, Hiệp hội xuất khẩu cà phê Ấn Độ cho rằng họ không thể duy trì thị phần của mình do xuất khẩu niên vụ cà phê 2018-2019 có khả năng thiếu hụt tới 30% sau những trận mưa lũ tàn phá các bang trồng cà phê. Indonesia thì xuất khẩu giảm hơn 50% so với cùng kỳ. Các thứ cạnh tranh cà phê của Việt Nam đang gặp khó nên cơ hội cà phê Việt được phục hồi. Để thuận tiện trong việc triển khai kế hoạch sản xuất tại địa phương, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tiếp tục nhập khẩu cây giống về địa phương. Theo đó, từ đầu năm đến nay, 21 công ty hoạt động trên lĩnh vực nông nghiệp trong tỉnh đã nhập khẩu 388 lô giống, gồm 71 chủng loại cây trồng, với gần 37 triệu 900.000 cây củ, ngọn, cành, hạt, hoa các loại, trên 550.000 cây chanh dây. Bên cạnh việc cung ứng cho bà con nông dân các địa phương, các doanh nghiệp nhập khẩu cây giống nói trên còn hỗ trợ kỹ thuật sản xuất để bà con nông dân đầu tư, chăm sóc cây trồng thuận lợi và hiệu quả. Theo kết quả kiểm tra hàng trăm lô cây giống nhập khẩu nói trên của cơ quan chức năng, các công ty đều chấp hành tốt các quy định chung. Ngay sau đây, tôi và anh Minh Thiện muốn gửi đến bà con và quý khán giả một thông tin để giúp cho bà con có thể ngắm được cây bàn Singapore độc đáo, cây kiển nội thất trang trí rất là đẹp đang có mặt tại làng hoa Sa Đéc của tỉnh Đồng Tháp. Đây là loại cây hiện được nhiều người ưa chuộng với các lá xanh khá là to, mọc xếp khít với nhau, vươn lên ôm trọn thân cây. Bà con và quý khán giả đang nhìn thấy trên màn hình loại cây này.
Và hiện tại thì chơi kiểng khách hàng ưu tiên chọn loại cây này bởi vì nó có thế đẹp, ý nghĩa về phong thủy. Cây bằng này thích ứng tốt với mọi điều kiện dù có khắc nghiệt, cho nên là cũng có thể tượng trưng cho sự mạnh mẽ và sức sống mãnh liệt. Bây giờ mời bà con và quý khán giả cùng ngắm nhìn loại cây này và cập nhật giá bán của chúng hiện nay. Bằng Singapore là loại cây thân gỗ cho màu xanh đẹp mắt, phù hợp trang trí tạo mảng xanh cho cảnh quan nội thất căn phòng. Khi cây còn nhỏ có thể trồng trong chậu làm cây cảnh để bàn làm việc, bàn khách hay bàn học. Đến khi cây lớn chỉ cần ngắt cơi để cây cho tán xòe rộng, thích hợp với các không gian nhà hàng, khách sạn, quán cà phê với tán rộng và sức sống mãnh liệt. Nhận thấy nhu cầu sử dụng cây để trang trí của thị trường, từ nhiều tháng nay nông dân Nguyễn Hoàng Võ Mộng Kha ở khóm Tân Mỹ, phường Tân Quy Đông hiện đang nhập một số cây giống bàng Singapore để cung cấp cho các thương lái và chủ vựa kinh doanh qua kiểng. Cây có sức sống mạnh, chịu nắng, ít hao hụt, dễ chăm sóc, chỉ cần tưới nước hàng ngày. Nếu muốn cây nhanh phát triển thì chỉ cần tưới thêm phân để thúc đẩy cây sinh trưởng. Hiện cây được bán với giá từ 40 đến 50 ngàn đồng tùy theo độ cao. Cây nuôi càng lâu thì bán được giá càng cao. Cây khoảng 1 mét là có giá tầm 300 ngàn đồng mỗi cây. Một hình ảnh nữa cũng đẹp không kém, phải nói là đẹp hơn. Đây đó là hình ảnh cây phong lá đỏ. Khi mà lá phong đồng loạt nhuốm một màu đỏ ở các cánh rừng hay là ở công viên thì nhiều người mê mẩn với sắc đỏ, sắc vàng đặc trưng này. Và nhiều người ước ao là giá mà được một lần ngắm và cảm nhận thực tế tại cái rừng phong đỏ rực như thế. Đó cũng là tâm lý và tôi cũng rất là muốn như vậy. Thưa bà con, xưa nay thì cây phong được nhiều người biết tới qua những hình ảnh đặc trưng khi vào mùa thu tại các nước như là Nhật Bản, Hàn Quốc và châu Âu. Nhưng mà hiện tại thì anh Nguyễn Phú Cường ở Hà Nội đã có một quyết định táo bạo mang cây phong về Việt Nam để trồng. Và hiện tại thì anh đã thành công có hàng trăm cây phong lá đỏ bonsai với nhiều kích cỡ. Vậy là khách hàng lập tức tìm đến mua và tìm hiểu về loại cây này. Tất cả giống phong được anh Cường sử dụng đều có nguồn gốc từ Nhật Bản, có giá dao động từ 100.000 đến hơn 6 triệu đồng một cây tùy theo kích thước. Hiện có hàng ngàn loài phong khác nhau, riêng trong vườn nhà anh Cường có tới vài trăm loài. Do là loại cây ung đới nên phong rất khó trồng tại Việt Nam. Nếu trồng cây phong tại vườn, việc chăm sóc không cầu kỳ, chỉ để cây sẽ tự tìm nơi đất ẩm để tồn tại. Còn trồng trong chậu thì người chơi phải trau chuốt, thường xuyên tưới nước hơn. Hiện anh Cường đang duy trì và nhân rộng mô hình cây phong trồng trong chậu và được nhiều người dân địa phương cũng như là các tỉnh lân cận đến xem, mua thử nghiệm về trồng. Giá một cây phong lá đỏ ngoài thị trường dao động từ 2 triệu đến hơn 20 triệu đồng. Tại tỉnh Lâm Đồng hiện nay thì nhóm thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc hóa học chiếm khoảng 75%, 25% còn lại là những loại thuốc có nguồn gốc sinh học và thảo dược. Như vậy là tỷ lệ sử dụng thuốc hóa học của người dân còn khá là cao, nhưng mà cũng có những hộ đã ý thức được việc sử dụng phân thuốc thảo mộc và thuốc sinh học để mà đảm bảo dinh dưỡng cho cây trồng. Ngành chức năng đã có những giải pháp khuyến khích nông dân trong việc sử dụng phân thuốc. Với mục tiêu nâng cao chất lượng nông sản, giảm dư lượng thuốc bảo vệ thực vật còn tồn dư trong các sản phẩm nông nghiệp, nhiều giải pháp đã được ngành chức năng và bà con nông dân triển khai như sản xuất nông nghiệp hữu cơ hoặc theo hướng hữu cơ, áp dụng quy trình công nghệ cao, tăng cường ứng dụng nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Nhờ đó mà lượng thuốc bảo vệ thực vật được sử dụng trong sản xuất nông nghiệp hiện nay tại Lâm Đồng có xu hướng giảm. Tình trạng lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật đã được hạn chế so với trước. Môi trường trong sạch, lành mạnh, có nhiều đặc sản và những sản phẩm nông nghiệp đặc sắc thì chắc chắn sẽ thu hút được khách du lịch tham quan. Việc giảm thuốc bảo vệ thực vật và tập trung vào sản xuất sạch cũng là một giải pháp thu hút du khách đến tham quan và học hỏi các mô hình ở tỉnh Lâm Đồng hiện nay đó, Minh Thiện. Và hôm qua thì chúng ta cũng đã giới thiệu đến quý khán giả và bà con một loại hình tương tự như vậy là du lịch canh nông. Và tỉnh Lâm Đồng đang thực hiện nhưng mà còn khá là nhiều khó khăn. Vậy thành phố Hồ Chí Minh cũng đang thực hiện loại hình này, cách làm có khả quan hơn hay không? Ghi nhận thực tế từ thành phố Hồ Chí Minh do Cộng tác viên gửi về, mời bà con cùng theo dõi. Với diện tích 20 hectare khu nông trại xanh tại xã An Nhân Tây, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, mỗi ngày đón rất nhiều đoàn du khách đến tham quan, mà đa số là giới trẻ, học sinh sinh viên. Đây là một trong các mô hình du lịch nông nghiệp hút khách tại thành phố Hồ Chí Minh trong vài năm gần đây. Vừa được ngắm cảnh thôn quê, vừa trải nghiệm cuộc sống nơi điền dã khiến cho các bạn trẻ rất thích thú. Mình thấy là vùng ngoại thành thì còn khá là nhiều đất đai đúng không? Cho nên là nếu mà mình tận dụng được những cái vùng đất đó để mà mình có thể xây dựng thêm nhiều cái mô hình tương tự cho mọi người nhiều cái cơ hội được trải nghiệm. Gần đây, khu nông nghiệp công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh cũng tổ chức chương trình tour du lịch mini, đưa du khách đến tham quan các mô hình trồng trọt chăn nuôi mới như trồng dưa lưới, vườn qua lan, nuôi cấy mô, hồ sinh thái nuôi cá koi.
Chương trình này dự kiến đến năm 2020 sẽ thu hút khoảng 50.000 lượt khách du lịch cả trong và ngoài nước đến tham quan trải nghiệm. Tuy nhiên, do thiếu sự liên kết cho nên hiện nay vẫn chưa thực sự khai thác hiệu quả. Khách quốc tế họ đến đây thì mình chưa có những cái tour để mà đi xuống dưới, để mà ở. Tại vì đến đây thì họ phải đi ra book xe bus để mà đi xuống dưới và phải tự kiếm ở trên giống như là booking.com hay là Agoda để mà tìm những cái farmstay đó. Nếu mà có một cái đơn vị nào đó đứng ra và liên kết hết cả mọi thứ và bán một cái tour như vậy và làm một cái pass thì mình nghĩ nó sẽ xúc tiến rất là dễ. Thành phố Hồ Chí Minh với 3/4 diện tích tập trung ở 5 quận huyện ngoại thành, chủ yếu là hoạt động sản xuất nông nghiệp. Chính vì thế, việc khai thác tiềm năng nông nghiệp sẵn có để phát triển du lịch là một hướng đi mới đang được ngành du lịch chú trọng. Trước mắt là kêu gọi doanh nghiệp xã hội hóa đầu tư nhằm tận dụng tối đa lợi thế. Thực tế, mô hình du lịch nông nghiệp đã và đang tạo sức hấp dẫn lớn cho khách du lịch khi đến với Thành phố Hồ Chí Minh. Thế nhưng, do vẫn còn nhiều hạn chế như chưa có sự liên kết, thiếu thiết chế hoặc thiếu tính đặc trưng của nông nghiệp đô thị mà chưa thể khai thác hết tiềm năng. Cho nên thành phố cần phải sớm xác định sản phẩm du lịch nông nghiệp đặc trưng riêng và cũng cần có những chính sách phù hợp hỗ trợ cho người dân tham gia làm du lịch. Thưa bà con và quý khán giả, thực chất thì những năm gần đây, du khách đến Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ tham quan những công trình kiến trúc và tìm hiểu về văn hóa mà còn muốn trải nghiệm tham gia những hoạt động gắn liền với nông nghiệp, với bà con nông dân. Phát triển du lịch từ lợi thế nông nghiệp là định hướng và hướng đi mới của Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên thì Thành phố Hồ Chí Minh hay là Lâm Đồng đều có chung những khó khăn nhất định do chưa có sự đầu tư đồng bộ, chưa có sản phẩm đặc sắc làm manh mún nhỏ lẻ. Và mỗi địa phương có những thế mạnh để phát triển nông nghiệp. Người nông dân là chính là đối tượng làm nên sự thành công này. Ở xã Lộc Đức của huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng có anh Ninh Trường Giang nung nấu ý chí phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp dựa trên lợi thế sẵn có của địa phương. Sau một thời gian tìm tòi học hỏi trên mạng Internet thì anh đã mạnh dạn nhập giống bồ câu Pháp về để nuôi thử nghiệm và anh đã làm giàu từ mô hình này. Anh cho biết bồ câu là loại chim có sức đề kháng cao, ít dịch bệnh và rất dễ nuôi. Bồ câu nuôi khoảng 6 tháng là bắt đầu sinh sản. Bình quân một con chim bố mẹ đẻ từ 8 đến 10 lứa, mỗi lứa 2 trứng, tỷ lệ nở thành con gần như tuyệt đối. Hiện trang trại của anh có 300 cặp bồ câu Pháp bố mẹ, mỗi tháng xuất bán khoảng 150 cặp bồ câu thịt. Giá trung bình một cặp bồ câu thịt từ 90 đến 100 ngàn đồng, một con khoảng 20 đến 25 ngày tuổi, giá con giống khoảng 500 ngàn đồng một cặp. Sau 4 năm, mô hình nuôi bồ câu Pháp đã mang lại nguồn thu nhập ổn định ở mức khá cho người thanh niên trẻ dám nghĩ, dám làm. Mô hình nuôi bồ câu vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin 365 ngày chuyển động hôm nay. Cảm ơn quý khán giả và bà con đã quan tâm theo dõi. Nếu như có ý kiến phản hồi hoặc là muốn tìm hiểu thêm về cây con giống mới, hãy liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ 365 ngày chuyển động ltv@gmail.com hoặc là qua số điện thoại 02633 829 930.